Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam, và đây chính là Realme C2, một chiếc máy tầm trung giá rẻ của nhà Realme mới ra mắt gần đây. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá hiệu năng của chiếc máy này để xem rằng là với con chip Helio P22 thì nó sẽ mang lại cho chúng ta những trải nghiệm là như thế nào, và cũng như là nó có mang lại những cái trải nghiệm khi chúng ta chơi game là tốt hơn so với con chip Snapdragon 450 có trên chiếc Realme C1 hay không. Bởi vì mình thấy khá nhiều anh em khi mà nghe thấy con chip MediaTek trên chiếc máy này đã tỏ ra hơi bị thất vọng, bởi vì tại sao đang dùng Snapdragon lại nhảy xuống MediaTek, thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm để có thể làm rõ được vấn đề này, xem nó có ngon hơn so với Snapdragon 450 hay không. Nhưng trước khi vào video thì mình vẫn muốn nói trước, đấy là do đây là một chiếc máy demo, tất cả phần mềm trên nó vẫn sẽ là phần mềm demo, chưa phải là cái phiên bản hệ điều hành final, cũng như không phải chiếc máy final, nên chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở việc đấy là tham khảo mà thôi. Đơn giản mình đi vào bên trong cái phần thông tin máy thì mọi người thấy rằng là mặc dù chiếc máy đang được chạy Android P, Android 9, nhưng mà bên trong đây máy sẽ chỉ hiện lên là Android 7 mà thôi, và cũng như là những thông số khác, ví dụ như là phiên bản RAM cũng như ROM. Đây là phiên bản 2GB 16GB bộ nhớ ROM, nhưng mà cái chiếc máy này nó đang hiện lên là 4GB và 32GB bộ nhớ ROM. Tất cả vẫn chỉ là phiên bản thử nghiệm, thế nên chúng ta sẽ chỉ tham khảo thế thôi nhá. Chúng ta sẽ cùng tạo một trận đấu 5-5 ở bên trong đây. Quên mất, mình sẽ show đến cho các bạn xem với mức thiết lập đồ họa mình đang để trên chiếc máy này. Mình đã bật lên độ phân giải HD, chất lượng hình ảnh cũng như là chất lượng chi tiết lên cao nhất, và chúng ta sẽ quay ra đấu thường và đi vào một trận đấu tổ hợp 5v5. Mặc dù cái nick này của mình trước đấy đã bị phá, bị mất sạch ngọc rồi, nhưng mà không sao, vì muốn chia sẻ đến các bạn một cách ok nhất thì mình vẫn sẽ đi vào đấu với người. Vì trước đây có nhiều bạn bảo rằng là khi mà test game trên máy ấy, mà mang vào test đánh nhau với máy thì lại không nói đến vấn đề gì, mà phải đi đánh với người thì mới có thể thấy được. Nhưng theo mình thấy ấy, thì dù là đánh với người hay đánh với máy thì chúng ta cũng sẽ quăng ra tất cả những combo như thế, dùng chiêu như thế, và máy thì nó cũng sẽ dùng chiêu y chang là như thế, thì có khác gì đâu mà lại phải đi test với người. Nhưng thôi không sao, chiều lòng các bạn thì mình vẫn sẽ đi test với người, mặc dù là nó sẽ hơi mất thời gian một tí. Mình sẽ khóa lại và chúng ta sẽ cùng nhau đi vào trong trận đấu test để xem là với con chip Helio P22 thì chiếc máy này nó có ổn định ở mức FPS là 30 hay không. Vừa nãy thì mình bị rớt mạng nên là bây giờ mình mới vào được trận đấu, thì các bạn có thể thấy rằng là ngay từ đầu trận như thế này thì FPS của mình nó đang rất là ổn định ở mức là 31, từ nãy giờ thì chưa có hiện tượng gì nhấp nhảy cả. Và nói chung rằng chúng ta vẫn sẽ phải đi vào bên trong combat thì mới có thể biết được rằng là nó có ổn định hay không. Vừa nãy mình bị thụt tay nhá, chứ không phải cảm ứng nó bị rớt ra ngoài đâu. Có lẽ là mình đang đi nhầm đường rồi. Bên dưới mới là đường của mình cơ. Tại vì lâu lắm rồi mình không chơi tựa game Liên Quân này. Này mình quay lại, đấm bụp bụp. Thôi chết rồi. Nào, đánh đi. Này, dặn con lợn này. Các bạn thấy chưa? Mình đánh FPS có tụt xuống khoảng tầm 28-27, nó khựng nhẹ một cái, sau đó nó lại lên lại 31 ngay lập tức. Thì đây cũng là một cái điểm đáng khen cho một chiếc máy sử dụng con chip đến từ nhà MediaTek. Và có thể nói rằng là Realme có thể đã tối ưu tốt cho con chip này để chúng ta có một trải nghiệm là tốt nhất, tuyệt vời nhất trong cái tựa game Liên Quân Mobile, khi mà mình đang để mức setting đấy là cao nhất. Hình ảnh cũng để HD luôn, chứ không phải là chỉ kéo hai thanh kia đâu. Rất là ngon. Ơi, nó lên nhanh vậy. Vâng, đồng đội của mình đang chửi nhau. Một thằng chửi là Rat Mua, và Rat thì vẫn chưa trả lời, và mình thì vẫn phải đang chạy với con gấu kia, không nó đập bỏ sừ luôn. Biến về cái hồi máu cái nhẹ, rồi sau đó lên tiếp để có thể là bê cái trụ, bởi vì là nó bê mất cái trụ của mình rồi. FPS hiện tại thì vẫn nằm ở mức 30, và do cái chiếc máy này có một lợi thế, đấy là thứ nhất con chip nó có xung không quá là mạnh, nó là một con chip tầm trung và thiên về cái tiết kiệm điện nhiều hơn. Và cái thứ hai đấy là cái chiếc máy này được sử dụng vỏ nhựa, thế nên rằng là trong cái quá trình của chúng ta chơi thì sẽ không có hiện tượng là máy bị nóng lên quá nhiều. Ui trời ơi, làm gì nhau nào. Ôi tôi chết rồi, đằng sau là một thằng bên nó, mình cứ tưởng là bên mình rồi. Không sao. Chạy được không? Chạy vào đường trời, đi về bằng đường hàng không. Ôi, làm gì nhau nào? Chạy được không? Chạy vào đường trời, đi về bằng đường hàng không. Và mình chia sẻ tiếp đấy là chúng ta sẽ không có cảm giác là bị quá nóng lên ở phần vỏ này. Phải nói là nó không nóng một tí gì luôn ấy, chứ không phải là quá nóng.
Cái điểm tiếp theo, một cái điểm mà mình thấy không hài lòng cho lắm đấy là về vị trí của cái loa trên chiếc Realme 2 này. Realme C2 này thì nó sẽ nằm ở phía ngay đây, nên khi các bạn cầm như thế này để chơi game thì nó sẽ bị che lại, mà các bạn muốn không bị che thì sẽ phải xoay chiếc máy như thế này. Thì mình không biết là các bạn có thế hay không, nhưng mà khi mà mình xoay ngược chiếc máy lại như thế này ấy, thì mình có cảm giác là nó bị ngược ngược kiểu gì ấy, nó giống như kiểu nó không quen tay và nhìn không quen mắt. Thế là có thể ảnh hưởng đến cái trải nghiệm khi mà cầm nắm. Nói chung rằng là cái vị trí đặt loa của chiếc Realme C2 này thì nó không được ok cho lắm. Quay trở lại với trận đấu thì hiện tại mình đã có level 5. Bây giờ mình cùng với Nakrus đang dùng tất cả các tuyệt chiêu để có thể ăn cái con bùa đỏ này. Nhưng mà có một cái quan trọng đấy là FPS không tụt, vẫn ở mức 31 FPS. Đấy là một điểm quá là đáng khen cho chiếc Realme C2 này rồi, một chiếc máy giá rẻ mà vẫn có thể mang lại cho bạn cái trải nghiệm tốt khi chơi tựa game quốc dân PUBG Mobile, Liên Quân Mobile. Suýt tí nữa thì mình nhầm con lợn này. Rõ ràng mình thấy xoẹt mà không chết. Ngộ không. Mình lại đi về bằng đường hàng không mất rồi. Và FPS vẫn ổn định ở mức 31. Wow, quá là ngon. Thế này tí nữa mà chúng ta đi vào trong cái tựa game PUBG Mobile mà nó cũng chơi ngon lành mượt mà các kiểu các thứ như thế này thì quá ngon rồi. Tiếp theo thì mình sẽ vào trong game và chúng ta sẽ cùng nhau lên phang tiếp mấy cái thằng ôn con móc dịch vừa mới giết mình. Mình ghét cái thằng Ngộ Không là một thằng Zuka đã. Thằng Zuka này nó chạy mất rồi. Nhưng mà điều quan trọng đấy là vẫn là FPS. FPS không tụt trong những pha combat. Đấy là một cái điểm mà tại sao năm ngoái chiếc Realme C1 với phân khúc giá rẻ nó lại thành công lên như vậy. Có lẽ vẫn đến từ cái vấn đề tối ưu để cho mọi người có một chiếc máy giá rẻ nhưng vẫn có một trải nghiệm chơi game là ngon lành. Thế là đã ổn, mình đã lên được gươm sấm sét. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi lên để xử lý tiếp cái thằng Zuka này. Thằng ôn con Zuka này chết mày rồi. Thôi nó nhảy ra ngay sau lưng mình, nhưng mà nó vẫn phải để lại mạng, ngay cả Ngộ Không luôn. Sao ai lại đầu hàng sớm thế kia. FPS vẫn là 31 khi mà đồng đội của mình và mình tung ra tất cả các chiêu, tung ra ngay cả ulti luôn. Rất là ổn định, rất là ngon lành. Nên đây sẽ là một chiếc máy mà có lẽ nếu như các bạn là một game thủ Liên Quân Mobile nhưng không có một túi tiền quá là sảnh sang thì các bạn cũng có thể lựa chọn nó để có thể là chơi tựa game PUBG, tựa game quốc dân, đây là Liên Quân Mobile. Mình cứ bị níu hai cái tựa game PUBG với cả Liên Quân bởi vì nó đều có chữ mobile ở đằng sau. Đơn giản một điều là như vậy thôi. Và có lẽ chúng ta sẽ có một pha combat lớn ở đây khi mà đồng đội của mình đã kéo ra gần như là đầy đủ và con rồng này bị làm choáng. Vâng, Ngọc Trần đã lên bảng đếm số. Vâng, tiếp theo là người đi rừng của đội Ngọc Trần cũng đã lên bảng. Hiện tại thì mình đang ở trong tựa game PUBG Mobile và như các bạn có thể thấy rằng là chúng nó theo sau. À, chúng nó nhảy hết xứ rồi. Và các bạn có thể thấy rằng là mình đang đo bằng một cái phần mềm bên thứ ba, đó là Game Band, để chúng bạn có thể thấy được cái FPS của chiếc máy. Thì gần như chúng ta sẽ có một sự ổn định không ok cho lắm khi mà nó từ 25 nhảy xuống 20 rồi 23 liên tục. Với cái tựa game Lego Mobile vừa nãy mà mình test lên cho các bạn ấy thì chiếc máy này chơi quá là ổn định luôn. Nhưng sang tựa game PUBG Mobile thì không hiểu vì vấn đề gì mà nó lại không được ok cho lắm. Hay là ngay cả phần setting của nó đạt được thì cũng sẽ không thể nào mà đạt được mức cao nhất, giống như cái con chip là Snapdragon 450 mà trước đó đã có trên chiếc Realme C1. Và các bạn thấy là hiện tại thì chiếc máy đang có hiện tượng giật khá là mạnh bởi vì FPS của nó đôi khi là tụt xuống tận 5. Chút nữa thì mình sẽ hạ lại cái độ phân giải xuống để xem rằng là cái tình trạng bị giật như thế này nó còn hay không. Ten. Một cú ngã rất đau đến từ vị trí của Ngọc Trần. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào trong nhà này đã. Rồi sau đó thì mình sẽ chỉnh lại cái mức setting để cho các bạn có thể xem. Mình sẽ đi vào trong đây, đồ họa. Hiện tại thì mình đang để nó ở mức cân bằng và cái FPS ở trung bình. Bình thường thì nó sẽ là ở mượt và trung bình thì mình sẽ để thử xuống mượt để cho nó xem có ổn hay không. Và nói thật thì cái video này mình cũng mới chỉ làm để cho các bạn tham khảo trước mà thôi. Khi mà chúng ta hạ xuống thì nó có vẻ đã ổn định hơn. Chứ thực ra thì cái chiếc Realme C2 này của mình vẫn chưa phải là bản chính thức, chưa phải bản final.
Thậm chí khi mà các bạn đi vào bên trong cái phần cài đặt thì cái chiếc máy này vẫn còn đang fake thông tin khi mà cái phiên bản Android của nó là Android 9, nhưng mà nó chỉ hiện trong đây là Android 7 mà thôi. Thế nên rằng là nói chung là nó vẫn sẽ chỉ là một video để cho các bạn tham khảo trước mà thôi, chứ về hiệu năng thực tế của nó thì bây giờ thì vẫn chưa thể nào mà đánh giá được. Chúng ta sẽ đi ra ngoài một chút. Có vẻ như là với tựa game PUBG Mobile này, với cái phần mềm hiện tại thì vẫn chưa tối ưu tốt, nên là chúng ta sẽ không thể nào mà chơi nổi. Mình sẽ đi ra ngoài để tìm một chỗ nào đó từ từ, chứ mà chơi kiểu này ức chế lắm các bạn, sẽ không thể nào mà chơi được. Nên là chắc là trong thời gian sắp tới, khi mà có những phiên bản final chính thức, thì mình sẽ làm lại một cái video để cho các bạn có thể là có một cái nhìn đúng nhất, có một cái nhìn toàn diện nhất về cái hiệu năng của chiếc máy này. Chứ còn bây giờ ở trong tựa game Lego Mobile thì chiếc máy này nó đã chơi quá là ngon rồi. FPS thỉnh thoảng còn tăng lên cả 31 FPS, thì không lý do gì mà ở một mức setting thấp như thế này trong PUBG Mobile mà chiếc máy lại bị giật cả. Mình nghĩ vấn đề vẫn chỉ đến từ việc đấy là do đây là phiên bản demo, vẫn chưa phải là phiên bản phần mềm final, nên là nó mới gặp vấn đề mà thôi. Mình tin là như vậy. Bởi vì thậm chí trên cái thông số của con chip thì cái xung CPU của cái con chip Helio P22 này nó còn cao hơn cả con Snapdragon 450 nữa các bạn. Thì chả có lý do gì mà nó lại bị như này cả. Đồ họa thì mình vẫn chưa test thử trên hai con, thì chắc là trong một thời gian sắp tới thì mình sẽ mượn thử con Realme C1 về để test lại về cái phần đồ họa, để cho các bạn có thể thấy được rằng là đồ họa con nào sẽ là tốt hơn, Snapdragon 450 hay là Helio P22. Và trên đó là chia sẻ của mình về hiệu năng của Realme C2. Nói chung là với một cái phiên bản phần mềm demo mà nó vẫn mang lại cho các bạn mới trải nghiệm khi mà chơi tựa game là Lego Mobile vẫn tốt như vậy, thì mình tin rằng khi mà chúng ta có những phiên bản phần mềm final chính thức và cũng như có những chiếc máy chính thức, thì nó sẽ mang lại cho chúng ta những trải nghiệm khi mà chơi tựa game PUBG Mobile là không khác gì so với chiếc Realme C1 cùng với con chip Snapdragon 450. Và các bạn cảm thấy vui, đừng quên để một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.